Chào mừng tất cả quý anh chị, xin giới thiệu đến quý anh chị một lô đất có tổng diện tích là 186m² tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Lô đất của mình có mặt tiền con đường nhựa này nha quý anh chị nhé. Ngang 5 và chiều sâu của nó là 38m, hiện tại là có 100m² đất thổ cư. Đất này có sổ hồng riêng cầm tay nha quý anh chị, thuộc xã Phú An, Bến Cát, Bình Dương. Đặc biệt thì lô đất của mình rất gần với đường HL609. Từ đây nhìn ra đường HL609 chỉ khoảng 40m nha quý anh chị nhé. Phía trước là con đường HL609 thuộc ấp Bến Giảng của xã Phú An, Bến Cát, Bình Dương. Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ, rất phù hợp để quý anh chị đầu tư. Gia chủ đang cần bán với một mức giá khá là đầu tư nha quý anh chị. Chưa, hiện tại thì anh chị nào mà cần thông tin về lô đất này thì liên hệ trực tiếp để em gửi thông tin, vị trí, giá cả cũng như là dẫn quý anh chị đi xem đất nhé. Lô đất của mình nằm ở khu vực là xung quanh là có dân cư ở, thì tiện ích là đầy đủ nha quý anh chị. Từ đây đi về trung tâm của xã Phú An cũng chỉ khoảng 5 phút chạy xe, ở đâu đó khoảng 2km là tới nha quý anh chị. Và đi về các khu công nghiệp của An Tây, Bến Cát cũng rất là gần. Anh chị quan tâm thì liên hệ trực tiếp để em gửi thông tin nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.